Em Nguyệt xin chào toàn thể đại gia đình Yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2021. Vườn lan xứ Mường của em có lên một số mặt hàng con giống như là Hồng Yên Thủy, năm cánh trắng HO, năm cánh trắng Phú Thọ, Nữ Hoàng 28, chủ yếu là những mặt hàng con giống của vườn em để chia sẻ cho các bác về sưu tầm cũng như là làm kinh tế nhé các bác nhé. Đây hôm nay em có một số kỳ Hồng Yên Thủy này, rất là đẹp luôn. Năm cánh trắng HO kỳ dài, mập đẹp. Đấy, đây tổng hôm nay của em là có 18 đơn hàng. Đấy, đây nha các bác nhá. Đầu tiên, những đơn hàng đầu tiên của em là em xin phép là chia sẻ Hồng Yên Thủy nha các bác nhá. Đấy, một cây Hồng Yên Thủy đây nè. Em đi vào đơn đầu tiên. Đơn số 1, một cây Hồng Yên Thủy cắt khúc ươm tự nhiên ở tại vườn em. Đấy, toàn bộ là cây mẹ đã nở hoa tại vườn rồi nha các bác nhá. Cây này của em là 11 sen này. Cây này 11 sen, đốt ngắn. Nõn vẫn còn đang đi đây nhá. Đấy. Cây trắng trắng này là hôm trước là em phun Ansaco với lại Stunner nên là nó có vết trắng trắng này thôi. Kỳ rất là mập đẹp luôn. Đơn số 1 này em xin phép chia sẻ là 15 triệu. Đây nọn vẫn còn đang đi khỏe mạnh đây nha các bác nhá. Đấy, đơn số 1 là 15 triệu này. Em chuyển sang đơn số 2. Đơn số 2 này cũng là một kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Rễ rất là phê luôn đây nha các bác nhá. Rất là nhiều rễ này. Đấy, rễ khỏe đẹp. Đấy, toàn bộ kỳ hôm nay Hồng Yên Thủy là em chia sẻ là những cái kỳ vẫn còn đang đi ngọn. Đấy, đơn này của em là 14 sen. 14 sen là giá là em chia sẻ là 17.500.000. Đấy. Con giống chất lượng, toàn bộ những cái kỳ này đã nở hoa tại vườn rồi nha các bác nhá. Hồng Yên Thủy này em bảo hành cho các bác là size 1 em đền 10 cho các bác luôn. Đấy, em chuyển sang đơn số 3 này. Đơn số 3 là một kỳ Hồng Yên Thủy, kỳ này là phải nói là cực đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, kỳ này nõn này. Đấy, nõn mở như tàu lá chuối luôn. Và vẫn còn đang đi rất là khỏe này. Nõn đi phà phà luôn đây nhá. Đấy, con này là đốt rất là ngắn này. Đấy. Kỳ này của em là chuẩn 28 sen. Và rễ này, rễ cũng rất là nhiều. Rễ trắng chậu rồi đây nha các bác nha. Rễ đẹp này. Đơn này 28 sen, em bán là 30 triệu. Đấy, đốt ngắn. Đấy, mấy nữa mà nó kỳ này thì chắc nó đi được khoảng tầm 5 sen, hơn 5 sen nữa đấy. Đấy. Ngọn này em bao đi khỏe cho các bác luôn. Đốt ngắn, thân đẹp. Thân to mập đẹp nha các bác nhá. Đấy, hôm nay em có 3 đơn Hồng Yên Thủy thôi. Em chuyển sang dòng 5 cánh trắng HO. Đấy, 5 cánh trắng HO thì hôm nay em có một số đơn là đơn đã lên mầm gốc và đơn đang vào béo thân đây nha các bác nhá. Đây, đơn này của em là 13 sen. 13 sen là hai mắt gốc rất là đẹp luôn đây nha các bác nhá. Hai mắt gốc đẹp. Hai mắt gốc sáng ngời luôn đấy ạ. Đấy, đơn này của em là 13 sen, em bán là 3 triệu. Đấy, kỳ này là kỳ em cắt ở trên thân xuống chậu, đã ấm chậu nhá. Đấy, kỳ này đã ấm chậu này. Em cho phân vào đây rồi. Đấy. Em chuyển sang đơn số 5, cũng là một đơn 5 cánh trắng HO, nhưng mà đơn này của em là đã lên hai mầm gốc rất là to mập đây nha các bác nhá. Hai mầm gốc này bao phê, bao khỏe đẹp cho các bác luôn. Đấy, đơn này của em là 37 sen. Đơn này của em là nó bị thối nõn này, thối nõn nên là nó lên mầm gốc sớm, làm mầm gốc luôn. Và bây giờ mầm gốc này vẫn còn đang đi ngọn. Đơn này của em là 37 sen, 9 triệu đây này các bác ạ. Đấy, giá rất là yêu thương luôn. Hơn 200.000 một sen thôi. Mà các bác đã ăn đây. Chậu này là 9 triệu. Các bác đã sở hữu một cái chậu kỳ rất là đẹp. Đây, em chuyển sang đơn số 6. Đơn số 6 của em là một chậu kỳ 52. Béo, mập. Và ngọn vẫn còn đang đi rất là khỏe. Đây, hai chậu này. Hai chậu này là một chậu là 42 sen và một chậu là 50 sen. Đấy, rất là đẹp luôn nha các bác nha. Đây là một chậu, hai chậu này đều là kỳ 52 này. Em không đo cái thân già này đâu nhá. Đấy, năm ngoái nó là một cái viên bi như này. Đấy, viên bi bé này. Đơn số 6 của em là 42 sen. Em bán là 10.500.000. Đấy, các bác nhận cây này thì bao đẹp luôn. Không đẹp em không lấy tiền nhá. Đấy, các bác nhìn ở trên video này thôi, nhưng mà nhìn ngoài thì nó còn đẹp hơn nhá. Đó. Em chuyển sang đơn số 7 này. Đấy, đơn số 7 cũng là một đơn 5 cánh trắng HO. Đây, nõn này các bác này. Đây, các bác nhìn thấy bộ nõn chưa?
ngọn chưa? Đấy, thân to mập đẹp. Đấy. Đấy, đây nha các bác nhá. Cái gốc của nó này năm ngoái nó là một cái con kỳ riu riu bé xíu 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 thế này thôi. Đây mầm gốc đây. Mầm gốc lên được 50 cm rồi. Đơn này em xin phép em chia sẻ với giá là 12 triệu rưỡi. Đấy, cho đơn số 7 này. Đấy, đơn số 7 nha các bác nha. Rất là đẹp này. Tiếp theo em chuyển sang dòng 5 cành vàng Phú Thọ. Phú Thọ hôm nay thì em có 4 đơn. Đấy, toàn bộ là kỳ ươm. Dòng lá lỗi nha các bác nha. Đây là dòng lá lỗi này. Đấy, kỳ ươm từ thân tơ đây. Kỳ này của em là tầm 12 sen. 12 sen em bán là 500.000. Đấy. Đây Phú Thọ đây nha các bác nha. Kỳ đẹp long lanh. Em chuyển sang đơn số 9. Đơn số 9 này của em là dài hơn. Kỳ này của em là tầm 14 sen này. 14 sen là 550. Đấy, Phú Thọ thì tầm này thì giá quá là hợp lý cho các bác sưu tầm này. Đấy, 550 cho đơn số 9. Em chuyển sang đơn số 10. Đơn số 10 này cũng 550. Kỳ đẹp nhá, toàn bộ những cái kỳ. Kỳ này thì em sẽ đóng gói và gửi cả chậu cho các bác về yên tâm chăm sóc. Đấy, đơn số 10 này, 550. Em chuyển sang đơn số 11. Đơn số 11 này của em là dài rồi. Dài hơn những cái kỳ khác nhưng mà nó chuẩn bị thắt. Nên là em để nốt cho các bác với giá là 550.000. Đấy. Đơn số 11 em chuyển sang dòng nữ hoàng 28 nha các bác nhá. Hôm nay em có mấy đơn nữ hoàng 28, 7 đơn. Về dòng nữ hoàng 28 thì các bác này quá là quen thuộc với mặt hoa rồi. Và thân thủ của dòng này thì đạt phi 30. Đó là đạt phi 30 nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này. Đây là con kia thân thủ của dòng nữ hoàng 28. Đo ở vườn lan của anh Tùng Dương. Và cây này là cây mà em chia sẻ cho anh nhá, cho anh Tùng Dương. Đấy. Ở vườn em là đạt gần phi 30 nhưng mà về vườn anh ấy là anh chăm lên đạt phi 30, đạt phi 30 đây nhá. Đấy, thân thủ này, dòng lá xếp chân rết cực kỳ đẹp này. Đấy, quay đây hay không biết là các bác có nhìn rõ không, em bỏ cái này. Đấy. Dòng lá xếp rất là đẹp luôn, thân to khủng. Cái chậu này là chậu của ngoài vườn lan của anh Cảnh Phạm. Giá của dòng này thì bây giờ quá là rẻ này. Phải nói là rẻ nha các bác nhá. Bởi vì như những con kỳ như thế này này. Những con kỳ như thế này bây giờ giá nó chỉ rơi vào tầm 200.000 thôi. Đây thân đây. Và mặt hoa cũng rất là đẹp luôn. Đây mặt hoa dòng ám trắng này. Đấy, mắt đẹp. Cánh bầu vay rất là cân đối luôn. Cánh này thì có lúc là em đo bông to nhất là đạt được 3 sen. Đấy. Em vào đơn số 12 luôn. Đơn số 12 của dòng nữ hoàng 28 này là 200.000 này. Đấy, kỳ đẹp nhá các bác nhá. Kỳ này của em là đang thắt rồi và đang béo thân, dễ khỏe. Em chuyển sang đơn số 13. Đơn số 13 này của em là dài hơn. Đơn này dài hơn. Đấy, em bán là 250. Đấy. Những cái con kỳ dài như thế này thì các bác chốt thì em sẽ gửi cả chậu nhá. Đấy, gửi cả chậu và là đóng vào trong ống nhựa nên là các bác yên tâm. Cây sẽ rất là đảm bảo, không bị trột chiếc gì cả. Em chuyển sang đơn số 14. Đơn số 14 này của em cũng 250. Đấy, dễ này các bác này. Đấy. Em chuyển sang đơn số 15. Đơn số 15 này của em là 30 sen. Đơn này 30 sen mà 350.000. Đấy, khi cắt khúc ở trên thân xuống trồng và đã ấm chậu. Khỏe đẹp nhá. 350 cho đơn số 15. Đơn số 16 này cũng 350 này. Đấy. 30 sen này các bác nhá. Quá là rẻ luôn. Dòng thân thủ to, mặt hoa đẹp. Đây, em chuyển sang đơn số 17 này. Đơn số 17 này đẹp này các bác này. Đơn 17 này của em là em bán là 400.000, nó tầm hơn 30 sen một tí. Kỳ to, lá xanh mướt luôn. Đơn này là 400, đơn số 17. Em chuyển sang đơn cuối cùng của ngày hôm nay của dòng nữ hoàng 28. Đơn này em cũng bán là 400.000. Đấy. Kỳ đẹp lắm các bác ạ. Đây đã ấm chậu rồi nha, chồng ấm chậu rồi. Đơn 18 này em cũng bán là 400.000. Tổng hôm nay là em có 18 đơn. Các bác chốt thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo.
Thì số điện thoại thì em sẽ up ở trên bài nha các bác nhá. Rất mong là cả nhà sẽ ủng hộ em hết những đơn hàng ngày hôm nay. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video lần sau ạ.